Một trường hợp hy hữu, Tổng thống Colombia Gustavo Petro ngày 9 tháng 6 thông báo đã tìm thấy 4 trẻ em sống sót 5 tuần sau vụ rơi máy bay ở miền nam của nước này. Các bé có độ tuổi từ 1 đến 13 và hiện đang được chăm sóc y tế. 4 trẻ em được giải cứu là hành khách trên chiếc máy bay Cessna 206 bị rơi trên đường từ thành phố Araraquara tới thành phố San Jose del Guaviare hôm 1 tháng 5. Trước khi rơi, máy bay đã phát đi cấp cứu do hỏng động cơ. Chiếc máy bay có 7 người, bao gồm phi công và 2 người lớn. 3 người này đã thiệt mạng trong vụ việc. Thi thể của họ được tìm thấy bên trong máy bay. Thông tin ban đầu từ nhà chức trách Colombia cho thấy 4 đứa trẻ đã rời khỏi máy bay và đi xuyên rừng để tìm kiếm trợ giúp. Trong lúc tìm kiếm, lực lượng cứu hộ cùng chó nghiệp vụ đã tìm thấy dấu vết của các em để lại như trái cây ăn dở, dấu chân, nơi trú ẩn tạm thời. Người nhà cho hay người chị lớn nhất trong nhóm rất am hiểu về bí quyết sinh tồn trong rừng.